Ba gian gỗ xến táo. Lòng nhà 5m6, hiên 2m, tổng 7m6. Gian giữa là 3m2 tim cột. Hai gian bên là 3m1 tim cột. Cột cao 4m3, đường kính 35. Nhà tổng của mình là 20 cột. Đấy, 3 gian 20 cột. 3 gian này thì diện tích phủ bì cần phải có là 10 mét nhân với cả 8 mét, 80 mét vuông. 3 gian là 80 mét vuông rồi. Rất to. Đấy, phù hợp làm nhà thờ. Nhà thờ 3 gian cực đẹp luôn. Đấy, phù hợp làm nhà thờ 3 gian cực đẹp luôn, dui liền. Đấy, khung gọng xến táo, hoành dui thì là re rồi. Có cả xến táo cả re rồi. Đấy, 3 gian có chân đá tảng. Đấy, có chân đá tảng. Đấy, bà già nếu mà về muốn làm thêm 5 gian hoặc 2 gian buồng nữa thì đưa hệ thống ván vách thưng be vào đây thì đã làm thêm 3 gian hai trái, còn nếu không thì mình cứ để nguyên như thế này làm 3 gian nhà thờ. Đấy, 3 gian nhà thờ này thì rất là đẹp luôn, to cao đẹp. Đấy, 3 gian 10 mét nhân 8 mét cả hiên. Đấy, lòng nhà 5m6, hiên 2m, 76. 76, cột đường kính 35. Đấy, cột đường kính 35. Chưa có cửa. Về phải thêm cửa. Đấy, về phải thêm cửa. Gỗ xín táo. Gỗ xín táo. Rất đẹp. Đấy. Dạ tàu cao, thoáng. Đấy, nhà to cao. Xín táo, anh em tham khảo. Đây, có ngưỡng. Có xà ngưỡng dưới chân. Đấy, xà ngưỡng dưới chân, độc triện tàu lá rắt. Gỗ xín táo. Đấy. Hai vì thuận là chồng giường. Hai vì giữa là kẻ truyền. Đấy. Hai vì thuận chồng giường, hai vì giữa là kẻ truyền. Đấy, ba gian rất rộng, này rất phù hợp để làm nhà thờ. Em này rất phù hợp để làm nhà thờ. Nhà mới. Đấy, nhà mới luôn, nhà mới làm. Đấy, anh em tham khảo, có khi sẽ liên hệ với mình. Anh em cần tư vấn cụ thể hơn thì sẽ liên hệ qua Zalo của mình 0963 177 806. Đấy, cột anh em nhìn cột này. Đấy, cột đường kính 35. Đấy, cột đường kính 35 cao là 4m 2 4m 3. Cột to lắm anh em, cột rất to luôn. Đấy, mình ngồi đây này. Cho anh em xem, nhìn hình dung về nhà. Đấy, lòng nhà 5m6, đấy, hiên 2m, hai vì giữa là kẻ. Nhà này là nhà tiền kẻ hậu kẻ. Đấy, hai vì giữa là kẻ truyền cổ ngỗng, hai vì thuận là 7 chồng giường. Tiền kẻ hậu bảy, à tiền hai 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 vì thuận là tiền bảy hậu bảy. Khung gọng tất xịt đáo luôn mọi người nhé, đóng dui liền. Đấy, đóng dui chồng. Đấy, đóng dui chồng rất đẹp, nhà khung gọng rất đẹp. Đấy, anh em xem và tham khảo, có gì sẽ liên hệ với số điện thoại của mình. Mình sẽ để số điện thoại ở đây. Nhà này thì anh em chỉ bàn về giá, còn qua xem về chất gỗ thì không chê được câu gì cả. Chất gỗ toàn bộ lành lặn hết, giá cả ưng là qua là chốt. Còn về chất gỗ gì thì đây, qua xem video này là anh em biết là chất gỗ của nó đẳng cấp đến như nào rồi. Đấy, xín táo hết. Nhà ba gian rất là ok. Đấy, cột hiên này bọc lại cho đỡ mưa nắng này. Đấy, cột hiên bọc lại này. Đấy, đẳng cấp anh em, nếp nhà đẳng cấp đấy. Nếp này phù hợp là nhà thờ nhá. Cột to. Cột to đẳng cấp luôn. Bao phê luôn. Nếp này là nhà thờ 3 gian bao phê luôn. Đấy, cảm ơn anh em đã xem video. Anh em nào mua sẽ liên hệ với số điện thoại của mình. Mình sẽ để số điện thoại trên bài viết. Đấy, cảm ơn tất cả anh em nhé.